Một kiến từ hoặc, kiến hoặc là những kiến giải không tránh đáng, do đó thế cảnh sinh ra tham ái, người tham tiền tài thì thích tiền tài, tham sắc đẹp thì thích sắc đẹp, tham giành lợi thì thích giành lợi. Tư hoặc là những tâm tư phiền não, do đó mê lý thì sinh phân biệt, đối với lý không minh bạch, sinh ra tâm phân biệt. Hai trần xa hoặc, không rõ sự lý, không biết trái phải, tức là mê hoặc thứ mê hoặc này nhiều như vi trần hà sang, cho nên gọi là trần sa hoặc ba vô minh hoặc vì vô minh mới có mê hoặc thứ mê hoặc này chướng ngại đạo lý chân thật vô minh hoặc là hoặc căn bản tạo nghiệp vì không minh bạch đạo lý cho nên đi sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu như vậy đã phạm giới sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu rồi thì đã tạo bà nghiệp thần khẩu ý, cũng tạo nghiệp 10 điều ác. Thọ báo, tạo nghiệp sát sinh thì phải chịu quả báo sát sinh, tạo nghiệp trộm cắp thì phải chịu quả báo trộm cắp, tạo nghiệp tà dâm nói dối uống rượu thì phải chịu quả báo tà dâm nói dối uống rượu. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì phải chịu quả báo đó tự hào không sai được. Sự tạo nghiệp của mỗi người trong mỗi đời rất phức tạp, nhiều như biển, cho nên bị sóng gió nghiệp thổi đi thổi lại ở trong biển nghiệp, trôi bên đông dạt bên tây, khi thì làm ngã quỷ, khi thì làm xúc sinh, khi thì đoạn địa ngục chuyển đi chuyển lại ở trong tam đồ. Lúc này chẳng có ai cứu ra khỏi biển nghiệp, cũng chẳng ai cứu vớt ra khỏi tam giới. Phật dùng đại bi khiến giải thoát, chỉ có thuyền đại bi trí huệ của Phật mới cứu vớt được chúng sinh ra khỏi biển nghiệp khiến cho chúng sinh đã được giải thoát. Vô nhiệt lòng vương ngộ môn này, vị vô nhiệt não lòng vương ngộ hiểu minh bạch được cảnh giới này. Lại nữa, tỷ sa môn dạ xoa vương được môn giải thoát dùng vô biên phương tiện cứu hộ chúng sinh ác. Vị tỷ sa môn dạ xoa vương, dạ xoa dịch là khinh tiệp, hành động rất mau chóng, tính tình rất bạo ác. Vị này đắc được cảnh giới, quan sát tất cả căn tánh của chúng sinh, mà dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để cứu hộ. Nếu có chúng sinh ác, thì khiến cho họ cải ác hướng thiện, sửa lỗi, sám hối. Âm thanh thuyết pháp của vị này rất đi diệu, khiến cho người nghe đắc được tự tại. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Dạ xoa có ba thứ, thiên hành, không hành và địa hành. Dạ xoa và la sát là quỷ dữ, quỷ la sát nữ rất đẹp. Người nam mà định được không đủ thì sẽ bị hại làm thức ăn cho bọn chúng. Này kể một câu chuyện để mượn làm gương. Tại Đông Nam Ấn Độ có hòn đảo gọi là nước sư tử, tức là Tích Lan, toàn quốc đều tin theo Phật giáo tiểu thừa. Xưa kia, người ta thường gọi là độ quốc, có 5 người đi buôn, tìm châu báu ở trong biển. Thuyền bị hắc phong gió đen thổi đến nước quỷ la sát, nữ vương của nước này thấy một người buôn trong năm người này tên là sư tử, bè muốn kết hôn với y, nhưng người buôn này có huệ căn, không bị nữ sát mê hoặc, dưới sự an bài của bồ tát mới trốn về bốn quốc nam ấn độ. Còn bốn người buôn kia đều kết hôn với nữ la sát vì tham sắc đẹp mà quên mất quê hương xứ sở, sau đó đều bị nữ la sát ăn thịt. Người buôn tên sư tử sau khi về nước vị nữ la sát này cũng đến y thị nói với quốc vương rằng người buôn tên sư tử bỏ y xin quốc vương khiến cho người buôn tên sư tử trở lại sống với y thị vị quốc vương này cũng là đồ háo sắc thấy la sát nữ đẹp bèn động lòng dâm dục do đó quyết định kết hôn với y thị người buôn tên sư tử khuyên can quốc vương rằng người nữ này là quỷ dung mạo đẹp mà tâm địa ác độc chuyên ăn thịt người đừng nên gần gũi y thị. Nhưng quốc vương vì sắc đẹp mê hoặc, không nghe lời khuyên can, bèn cử hành hôn lễ, tối đêm đó bị la sát nữ ăn thịt. Ngày thứ hai, quan đại thần biết quốc vương bị quỷ ăn thịt, bèn tôn người buôn tên sư tử lên làm vua, đem binh lính tiêu diệt nước quỷ la sát, đổi tên là sư tử quốc, tức là tích lan ngày nay. Ra lệnh cho toàn quốc đều tín ngưỡng Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo, tức là Phật giáo Nam truyền, đó là câu chuyện cảnh tỉnh người tham sắc đẹp, đừng vì sắc đẹp mà mất mạng. Tự tại âm Dạ Xoa Vương đã được phương tiện cứu hộ quán sát khắp tất cả chúng sinh. Vì tự tại Dạ Xoa Vương có âm thanh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát và còn quan sát được căn tánh của tất cả chúng sinh căn tánh gì thì dùng pháp môn phương tiện đó để cứu hộ, khiến cho họ đắc được an lạc, đó là một giải thoát của vị này đắc được. Nghiêm trì khí trưởng dạ xoa vương, được một giải thoát thường làm lợi ích cho tất cả chúng sinh gầy ác. Vị nghiêm trì khí trượng dạ xoa vương, thường dùng vàng bạc hoặc vật chất để cứu giúp những chúng sinh nghèo khổ, đó gọi là tài thí, và còn dùng trí huệ và tri thức để bố thí cho chúng sinh đó gọi là pháp thí. Và còn dùng sức lực hoặc tài năng để tiêu trừ tất cả khốn khổ hoạn nạn của chúng sinh, đó gọi là vô ý thí. Vị này luôn luôn có ba thứ tâm bố thí này. Vị dạ xoa vương này cứu hộ những chúng sinh gầy ác, gầy tức là gầy ốm. Những chúng sinh này vừa nghèo vừa ốm yếu, lại tạo nghiệp ác, cần người để giúp đỡ, cho nên vị này luôn luôn giúp đỡ những chúng sinh này khiến cho họ cải ác hướng thiện, bỏ mê về giác. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Đại trí huệ dạ xoa vương, được môn giải thoát ca ngợi tán thán biển công đức của tất cả các bậc thánh. Vì đại trí huệ dạ xoa vương này, có đại trí huệ quản lý quỷ dạ xoa không giữ quỷ cụ. Những quỷ dạ xoa này, vì có chút thần thông, nên luôn luôn làm những việc không hợp pháp, không nói dối thì cũng lường gạt người. Vị dạ xoa vương này thường hằng thuận chúng sinh vì chúng sinh thuyết pháp khiến cho họ đắc được an lạc khiến cho họ khen ngợi tán thán biển công đức của tất cả trừ Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn tất cả những người tu hành đó là môn giải thoát của vị này đắc được Diệm nhãn chúa dạ xoa vườn được môn giải thoát đại bi trí quan sát khắp tất cả chúng sinh Vị diệm nhãn chúa dạ xoa quán sát khắp tất cả tâm chúng sinh, tất cả thân chúng sinh và tất cả tính của chúng sinh. Vì vị, vị này dùng đại bi trí để quán sát cho nên đắc được môn giải thoát này. Kim càng nhãn dạ xoa vương, được môn giải thoát đủ thứ phương tiện lợi ích an lạc tất cả chúng sinh. Vị kim càng nhãn dạ xoa vương này, mắt luôn luôn phóng ra quang mình kim càng, chiếu khắp tất cả chúng sinh và còn dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để lợi ích chúng sinh, để an lạc chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích Phật pháp, đó là một giải thoát của vị này đắc được. Dũng kiện tý dạ xoa vương được môn giải thoát và khắp tất cả nghĩa của các pháp. Vị Dũng kiện tý dạ xoa vương này thân thể khỏe mạnh và dũng mãnh, vị này minh bạch được nghĩa lý của các pháp và thâm nhập kinh tạng, đắc được trí huệ như biển đó là môn giải thoát của vị này đắc được dũng địch đại quân dạ xoa vương được môn giải thoát giữ gìn bảo hộ tất cả chúng sinh khiến cho họ đi trên con đường chân tránh vị dũng địch đại quân dạ xoa vương rất dũng cảm vô cùng một mình mà địch vạn quân cho nên vị này bảo vệ tất cả chúng sinh an toàn và còn khiến cho chúng sinh có tư tưởng ta tri ta kiến đều theo con đường chân tránh suy nghĩ diệu pháp luôn luôn đi trên con đường chân chánh, không lạc vào bảng môn tà đạo để học những tà pháp hoang đường, đó là một giải thoát của vị này đắc được. Phú tài dạ xoa vương được một giải thoát tăng trưởng tụ tập phước đức của tất cả chúng sinh, khiến cho họ luôn luôn thọ khoái lạc. Vị phú tài dạ xoa vương này có tài sản rất phong phú, tuy nhiên tài sản rất nhiều nhưng không keo kiệt, thường bố thí cứu giúp những chúng sinh nghèo cùng khốn khổ không nơi nương tựa không giống như một số người bòn sẻn không chịu cứu giúp chẳng có tâm thương người phải biết tiền tài là vật ngoài thân sinh ra không mang đến chết đi cũng không mang theo được do đó làm việc thiện là điều sung sướng nhất bạn muốn làm một công trình từ thiện có ích cho xã hội thì sự sung sướng trong tầm của bạn không cách chi nói ra được. Đừng ngại hãy thử xem, giúp người là gốc sung sướng khoái lạc. Vị dạ xoa vương này khiến cho chúng sinh đều đắc được sự tu tập phước đức, đều đắc được vô biên khoái lạc, vị này chứng được môn giải thoát này. Bây giờ kể một câu chuyện về một phú ông tiếc tài sản mà không tiếc phước. Khi Đức Phật còn tại thế, tại thành xá vệ, có người giữ tiền tài, tên là Lô Chí, y không những keo kiệt với người ngoài, mà cũng kẹo kẹt với vợ con của mình một ngày nọ y muốn chính mình hưởng thụ một phen bèn đi mua hai cái bánh trong tầm nghĩ không thể đem về nhà được vì vợ con thấy được thì phải chia ăn do đó bèn đi vào trong rừng ăn hết một mình chim trong rừng thấy người đến bèn bay đi y cho rằng chim đến để chia bánh ăn do đó đi đến bờ sông để ăn hết một mình thình lình chuộc bên bờ sông hoảng loạn bèn chạy tán loạn y lại cho rằng chuột muốn đến chia ăn vì quá sợ người khác đến chia ăn cho nên lập tức bỏ vào miệng nuốt đó là biểu hiện của sự keo kiệt bòn xèn lúc đó trời đấy thích thấy người này rất ngu si sinh ra tâm thương xót tìm cách làm thay đổi tư tưởng của y bèn hóa ra hình dạng giống như lưu trí bèn đến nhà lưu trí nói với vợ của lưu trí tôi trước kia rất keo kiệt với bà và các con bây giờ tôi đã thức tỉnh người giàu có thì phải làm việc có ý nghĩa nếu không tức là khinh khi tiền bạc chúng ta hôm nay phải ăn uống no say ông lô trí thật sau khi nuốt hai cái bánh ở bờ sông rồi rất đắc ý trở về nhà vào trong nhà thì thấy tình hình như vậy hai ông lô trí thật và giả gây lộn ai cũng nói mình đúng không cách gì giải quyết được mọi người cũng đều bó tay không biết ai thật ai giả do đó cùng nhau đi đến chốn Phật. Phật nói với trời đế thích, người này bòn sẻn quá độ, không chịu làm việc công đức, không lâu sẽ đoạn địa ngục. Dù có khuyên can y như thế nào, y cũng không nghe sự giáo hóa. Người hà tất hao phí tâm cơ, y là người thành tính bòn sẻn. Phạm là thương tiếc gia tài như mạng sống, một sợi lông cũng không giúp người, đều phải phản tỉnh. Làm nhiều chút việc có ích cho xã hội, làm nhà đại từ thiện. Lực hoại cao sơn dạ xoa vương được môn giải thoát tùy thuận kỹ nhớ mà sinh ra sức trí huệ quang minh của Phật. Vị lực hoại cao sơn dạ xoa vương, sức lực rất lớn có thể xô ngã núi cũng nhờ sức gia bị của Phật. Vị này thường tùy thuận chúng sinh, nghĩ nhớ việc quá khứ mà sinh ra sức trí huệ quang minh của Phật. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ, đa văn đại dạ xoa vương nương ngoại lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội dạ xoa mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị đa bằng